chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đan tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Mai Phương bị ung thư di căn vào tim, người thân, cô ấy đau khó thở. Tưởng chừng sức khỏe đang tiến triển tốt, nhưng Mai Phương đã bị trở nặng và nhập viện được 3 ngày. Cô đau khó thở nhưng vẫn tỉnh táo. Sáng ngày 5 tháng 9, thông tin Mai Phương bị ung thư, di căn vào tim, khiến nhiều người xót xa và thương cảm cho những gì nữ diễn viên đang hứng chịu. Liên lạc với người thân của Mai Phương, người này xác nhận cô đang nằm tại phòng hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175. Nữ diễn viên nhập viện đã được 2 ngày, cô đau khó thở nhưng vẫn rất tỉnh táo. Phương không mê man, khi tỉnh táo, cô ấy vẫn ngồi dậy xem được các chương trình game show trên sóng truyền hình. Bác sĩ hiện tại vẫn đang hội chẩn thêm về tình hình sức khỏe của Phương. Chúng tôi không muốn những thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy, người này nói. Nguồn tin này cho biết thêm Mai Phương không sống cùng ba mẹ mà ở riêng. Hàng ngày Mai Phương được một sư cô và gặp chị em sinh đôi là người quen của cô chăm sóc. Sư cô luôn ở bên cạnh túc trực bên Mai Phương. Cặp chị em sinh đôi ở cùng Mai Phương mỗi người mỗi việc. Người lo chăm sóc Mai Phương, người phụ Phương chăm sóc con gái bé La Vi. La Vi được một trường quốc tế tài trợ học bổng nên Phương có thể an tâm chữa bệnh. Những ngày qua, khi Mai Phương trở bệnh phải nằm viện, một số bạn bè của cô như Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như vẫn chạy đi chạy lại và lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô. Mai Phương nhập viện điều trị ung thư phổi được lan truyền rộng rãi vào khoảng giữa năm 2018. Khi biết hoàn cảnh nữ diễn viên phải một mình chăm sóc con gái nhỏ tuổi. Đông đảo đồng nghiệp khán giả chung tay quyên góp về vật chất để cô an tâm trị bệnh. Sau nhiều tháng điều trị theo phác đồ riêng do bác sĩ chỉ định, sức khỏe của Mai Phương có nhiều chuyển biến tốt. Dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng tế bào ung thư đã dần teo lại, những bộ phận bị thoái hóa cũng đang hồi phục. Trong thời gian bị bệnh, Mai Phương vẫn tích cực tham gia các chương trình game show, đi đóng phim, chụp thời trang. Tự động viên bản thân lạc quan sống tích cực, cùng chung tay cầu nguyện những điều may mắn đến với Mai Phương.